皆さんこんにちは。私はフと申します。Kỳ du học tháng 4 thì cũng đã sắp bắt đầu dọn dịch rồi ấy, thì mình cũng đã nhận được COE ạ. Và thứ hai rồi thì mình cũng đã nhận được visa. Visa của mình là visa 103 tháng. Lịch bay của mình là 23 tháng này ấy, thì mình cảm thấy rất là hồi hộp. Tại vì là cũng chưa đi xa nhà bao giờ, chưa đi ra ngoài bao giờ, nên cảm thấy cũng rất là lo lắng khi mà một mình sang bên đấy. Trước khi đi thì mình cũng đã chuẩn bị rất là nhiều thứ, nhưng mà thứ quan trọng nhất chắc chắn là sách vở. Tại vì mục tiêu của mình sang bên đấy, mình sẽ thi N1 và học lên cao hơn. Các bạn cũng không cần phải lo lắng đâu, tại vì là các bạn cứ tự tin ấy, thì tất cả mọi thứ sẽ làm thôi. Mình chỉ chia sẻ thế thôi ạ. Ở trung tâm Riki thì mọi người hướng dẫn rất là tận tình, có nghĩa là các bạn không cần phải lo lắng là ôi cái này khó quá, cái này cái kia khó quá, em không làm được ấy, thì sẽ có người chỉ dẫn cho các bạn. Thực ra thì nếu bạn bè như bạn bè của mình biết thì mình rất là đam mê Maruko ấy. Mình sang đấy thứ nhất là để muốn học về cách làm việc của người Nhật. Ở đấy thì muốn phát triển thêm tiếng để sau này có thể quay trở lại Việt Nam làm một cái công việc gì đấy tốt hơn bây giờ, hoặc là phát triển công việc bây giờ tốt hơn kiểu này ạ. Thực ra thì kỳ tháng tới là kỳ tháng 7 và kỳ tháng 10 thì cũng đang rất là gấp rút rồi ấy. Nên là các bạn hãy tìm cho mình một trung tâm tốt để đi, giống như mình đã tìm được. Thêm nữa là hãy tìm được trường mà mình muốn, hoặc là cái vùng mà mình muốn đi. Và đặc biệt là nên cho rồi thêm tiếng Nhật, đặc biệt là tiếng Nhật, vì sang đấy nó là một thứ giúp cho các bạn có cơ hội tốt hơn để hòa nhập với nước Nhật đấy. Và sang đấy thì các bạn cũng đừng quên mục tiêu ban đầu của mình sang Nhật là gì.